Hiện tỉnh Ninh Bình đang cách ly, quản lý 1.915 trường hợp liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 5. Trong đó có 368 trường hợp F1 và 783 trường hợp F2 là các trường hợp về từ các ổ dịch, điểm nguy cơ, vùng phong tỏa và 764 trường hợp về từ các khu vực còn lại thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm từ 1 đến 5 lần và chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Đối với người về từ các địa phương đang có dịch khác, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 1085 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình về việc cập nhật, rà soát, quản lý người về từ các địa phương đang có dịch COVID-19.